Tuần trước chúng ta bắt đầu tìm hiểu sách Huấn Ca, và tôi đã trình bày với các anh chị một đôi nét tổng quát về cuốn sách này. Sau đó ta dành thời giờ để tập trung vào một số đoạn, đặc biệt là những đoạn nói về đề tài khôn ngoan. Và sau đó là một chương dài với những lời khuyên cụ thể. Thế hôm nay ta tiếp tục từ chương 24 đến chương 51. Chắc là có rất nhiều đề tài để các anh chị chia sẻ trong nhóm, nhưng mà riêng tôi đó thì tôi mời các anh chị tập trung vào phần cuối. Gọi là phần cuối chứ thực sự dài lắm, từ chương 42 cho đến chương 50. Và sau đó còn thời giờ thì sẽ tập trung vào một đề tài mà tôi nghĩ là nó thiết thực cho chúng ta ngày hôm nay, đó là vấn đề giáo dục. Thế thì trước hết tôi mời các anh chị lấy sách Thánh ra, sách Huấn Ca ở chương 42. Trong suốt phần từ chương 42 cho đến hết chương 50 đó, cái đề tài xuyên suốt đó là Thiên Chúa tỏ mình ra. Trong thiên nhiên cũng như là trong lịch sử, lịch sử ở đây là chính lịch sử của dân Israel. Ta đọc liên tiếp 7-8 chương thì tôi sợ các anh chị lại mất một cái nhìn lớn, cho nên tôi mới tập trung vào cả 7-8 chương đó, nhưng mà nêu ra những chủ điểm. Bây giờ trước hết ta nói đến việc ca tụng Chúa trong thiên nhiên. Các anh chị để ý chương 42 câu 15: tôi sẽ nhắc lại những công trình của Đức Chúa, những điều mắt thấy tôi sẽ kể lại. Do lời Đức Chúa mà có những công trình của Người. Rồi, thế bây giờ để ý dùng tôi cái điều này. Như vậy Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và mọi sự bằng cái gì? Rất quan trọng nha, bằng lời. Thế khi chúng ta nói Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ bằng lời, các anh chị nhớ lại điều gì đã học rồi trong cuốn sách đầu tiên của Bộ Thánh Kinh, sách Sáng Thế, trình thuật về Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và con người. Thì Thiên Chúa tạo dựng sao? Nhớ lại là trong sách Sáng Thế có mấy trình thuật về tạo dựng? Có hai chứ không phải có một. Có lẽ câu chuyện mà chúng ta dễ nhớ nhất là câu chuyện Adam Eva, thì cứ theo thứ tự đó là trình thuật thứ hai, bởi vì nằm ở chương 2. Còn từ chương 1 câu 1 cho đến chương 2 câu 4a đó, cứ theo thứ tự ta gọi là trình thuật thứ nhất, thì mô tả Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong vòng 6 ngày, và ngày thứ 7 thì Chúa nghỉ ngơi. Và khi mô tả Thiên Chúa tạo dựng thì sách Sáng Thế kể rằng Thiên Chúa phán hãy có ánh sáng thì có ánh sáng. Đây là nền tảng để trong thần học Công giáo người ta nói đến việc Thiên Chúa tạo dựng từ hư không. Ngày hôm nay khi ta nói đến óc sáng tạo này, hay là người này sáng tạo cái này, người kia sáng tạo cái kia đó, thì thường là mình phải hiểu người ta sáng tạo ra một cái gì mới. Nhưng mà để sáng tạo cái mới đó thì người ta phải sử dụng một chất liệu có trước, chứ không phải là từ hư không. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng tạo dựng mọi sự từ hư không, ex nihilo. Trong tiếng Latin nó đã trở thành cái từ rất quen, từ hư không. Thiên Chúa phán hãy có ánh sáng thì có ánh sáng. Ngài không cần cái chất liệu nào trước cả. Cho nên để ý đấy, có một câu thôi,
Mình đọc thoáng qua mình không có quan tâm gì cả. Nhưng nếu nó có dịp mà tìm hiểu Thánh Kinh thì sẽ thấy đây cũng là nền tảng cho giáo lý Công giáo. Do lời của Đức Chúa mà có những công trình của Người. Thiên Chúa tạo dựng mọi sự bằng lời quyền năng của Người. Và sau đó thì tác giả nói tiếp ở câu 17 đó: các thánh của Đức Chúa không tài nào kể lại mọi kỳ công của Người. Không có tài nào mà kể lại cho đủ mọi kỳ công. Cái điều này khiến cho tôi suy nghĩ là có những khi vì mình quen quá rồi, cho nên mình không có cảm thấy quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa bao phủ cuộc đời của mình. Bởi vì quen quá rồi. Cả cuộc đời của các anh chị và tôi lo làm ăn vất vả để kiếm cái gì mà ăn nè, cái gì mà mặc nè, mà chúng ta chả hề vất vả để kiếm cái gì mà thở. Đâu phải bỏ tiền ra mua đâu. Không phải mua. Mua thức ăn thì có, mua áo mặc thì có, mua nước uống thì có, nhưng mà không có ai mua khí để thở cả. Free. Ấy thế mà bây giờ Chúa cất không khí đi trong vòng 5-10 phút thì thôi. Amen. Xong ngay thôi. Mà từng giây từng phút mình sống trong không khí, mình hít thở không khí mình mới sống được. Nhưng mà bởi vì nó quen quá rồi, mình không có mất tiền mua, mình không cảm thấy nó quý. Mình không cảm thấy không khí nó quý cho bằng ai cho mình con gà quay chẳng hạn. Và đang khi đó là một quà tặng hết sức quý giá và cần thiết. Cho nên vì quen quá, ta không còn cảm nhận được quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa bao phủ cuộc đời của mình. Mình có kể thế nào đi nữa cũng không thể kể hết mọi kỳ công của Chúa. Tác giả viết như thế trong phần mở đầu, rồi thì sau đó đó là tác giả mới bắt đầu liệt kê một số công trình của Chúa. Tôi phân ra bầu trời này, mặt trời này, sau đó đến các hiện tượng ở trên trời như là mặt trăng, như là các ngôi sao hay là cầu vồng, rồi mới nói đến thời tiết, nói đến biển khơi. Tôi không có đi vào chi tiết, nhưng mà điều tôi muốn dặn các anh chị là ở chỗ này này. Ví dụ ở trong phần nói về cầu vồng, tức là chương 43 câu 11, tác giả viết rằng: hãy ngắm cầu vồng mà chúc tụng Đấng làm ra nó. Nó thật là sáng lạng huy hoàng, uốn quanh bầu trời thành vòng cung rực rỡ. Chính tay Đấng tối cao đã dâng lên. Cái thứ ngôn ngữ rất là hình tượng và nó cũng rất bình dân. Chúng ta đừng có đi tìm ở đây những chân lý về khoa học. Khi học sách Sáng Thế tôi đã căn dặn các anh chị điều đó rồi. Mình đừng có đi tìm ở trong sách Thánh những chân lý khoa học để rồi đâm ra đụng chạm và lại thất vọng. Đây là cái cách mà tác giả mô tả về cầu vồng. Thế thì nó là một cái nhìn của một người rất bình thường, giống như chúng ta mỗi lần thấy cầu vồng có phải như vậy không? Sáng lạn này, huy hoàng, uốn quanh bầu trời, thành vòng cung rực rỡ, rồi chính tay Đứng tối cao dâng lên, làm cứ như thể là Chúa treo đèn dâng lên. Mà thực sự vậy. Bởi vì tác giả viết những tâm tình này dựa vào một vũ trụ quan mà chúng ta nhớ lại đã tìm hiểu rồi. Rất đơn giản. Người ta sống trên trái đất này, người ta tưởng tượng là một mặt phẳng. Chứ có ai nghĩ được rằng cái trái đất này nó cong đâu. Nó cong sao mình đứng này được. Nó cong thì sao mình xây nhà 3-4 lầu được. Nó là một mặt phẳng. Và khi ta nhìn lên bầu trời thì giống như là một cái bát úp vậy, phải không? Nhất là khi ta đi ra Vũng Tàu thì lại còn thấy rõ như một cái bát úp vậy. Thế thì nếu mà có cầu vồng thì chắc là ở đây thôi.
sáng lạn huy hoàng Chúa răng lên ở đấy. Tôi nhớ là khi học sách Sáng Thế là tôi đã phân tích cho các anh chị về cái vũ trụ quan ba tầng. Không biết có còn nhớ không thôi. Cái vũ trụ quan ba tầng này thì mình mới hiểu được tại làm sao mà sách Sáng Thế nói là nước trên vòm trời. Rồi ở đây mới là nước dưới vòm biển khơi. Và lúc đấy mình mới hiểu được tại làm sao có mặt trời và mặt trăng. Bởi vì Chúa treo cái đèn to ở đây, cái đèn nhỏ thì ở đây, thí dụ vậy. Và mới hiểu làm sao có mưa, bởi vì có nước ở đây này, robinet gài vào, Chúa mở ra thì nó có mưa. Vũ trụ quan bình dân, đơn sơ, chứ không phải chân lý khoa học. Cho nên ta đừng có đi tìm cái chân lý khoa học ở đây, mà phải thấy tác giả viết những dòng này từ một cái nhìn rất cụ thể, rất thực tế. Đấy, ông ấy liệt kê biết bao nhiêu công trình của Chúa mà chúng ta cũng chiêm ngắm hàng ngày. Sau đó có một câu nên quan tâm, câu 27, cũng chương 43. Kể sao cho xiết những gì muốn nói, tắt một lời, người là tất cả. Người là tất cả nghĩa làm sao? Tất cả là do một tay của người. À, tất cả là do người á hả? À, nếu mà giải thích như vậy thì được đấy. Có ai hiểu cách khác không? Người là tất cả. Người chính là cái vũ trụ đẹp đẽ. Người chính là cái vũ trụ này á hả? À, nói cùng đích là Thiên Chúa. Cái câu người là tất cả rất có thể bị hiểu lầm. Thế cho nên tôi mới xin các anh chị lưu tâm là vì thế này. Kitô giáo của mình đó là tôn giáo độc thần hay là đa thần? Độc thần. Độc thần. Vào thời của dân Israel, thời Cựu Ước này này, các dân tộc chung quanh đó họ có theo độc thần giáo không? Đa thần giáo. Hầu hết là đa thần. Đa thần nghĩa làm sao? Nhiều thần lắm, phải không? Nhưng mà ngoài đa thần còn có một hình thức khác người ta gọi là phiếm thần. Nghĩa làm sao? Phiếm thần có nghĩa là thần linh đồng hóa với vũ trụ và những hiện tượng mà chúng ta thấy đây này. Là mà hiểu theo nghĩa đó là không đúng rồi. Người là tất cả mà hiểu theo nghĩa phiếm thần giáo là hỏng. Chính vì thế mà phải quan tâm. Thánh Kinh không dạy chúng ta thứ phiếm thần giáo, mà Thánh Kinh khẳng định niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất. Thiên Chúa duy nhất. Suốt Cựu Ước nhấn mạnh điều đó, và đến Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh điều đó. Cho nên cái câu người là tất cả ở đây đó, cần phải hiểu cho rõ. Câu đó không có ý diễn tả niềm tin phiếm thần. Vũ trụ này là công trình tạo dựng của Chúa, chứ không phải nó là Chúa. Hai chuyện khác nhau. Khi mà mình lầm lẫn rằng vũ trụ này là Chúa đó, thì mình sẽ đi thờ mặt trời, thờ mặt trăng, thờ con vật này, thờ con vật kia, mà mình không thờ Chúa. Vũ trụ này nó không phải là Chúa, mà là công trình tạo dựng của Chúa. Cho nên hiểu cái câu người là tất cả cho nó đúng. Tác giả chỉ muốn nói lên cái tâm tình này, là khi tôi chiêm ngưỡng những công trình kỳ diệu của Chúa trong thiên nhiên như thế, thì làm sao tôi đủ sức để tôn vinh người. Và tác giả nói thêm, vì chính người là đấng cao cả, vượt trên mọi công trình người tạo dựng, chứ không phải là cái công trình đấy. Vượt trên. Ngày xưa Kitô giáo của mình bắt đầu có mặt giữa lòng đế quốc Roma, thì lúc đó người ta có một thứ tôn giáo gọi là đạo thờ mặt trời. Và người ta chọn cái ngày 25 tháng 12 để làm sinh nhật của thần mặt trời.
Thế là chúng ta mượn luôn cái ngày đó để làm sinh nhật của Chúa Cứu Thế, để muốn nói cho người ta biết rằng mặt trời cái kia nó không phải là Chúa, thần thánh gì hết á. Mặt trời là công trình tạo dựng của Chúa. Chúa Giêsu mới là mặt trời công trình. Chúa Giêsu mới là Thiên Chúa. Cho nên cần nhấn mạnh cái điểm đó. Thế rồi bây giờ sau khi nói đến công trình tạo dựng đó, thì phần kế tiếp là tác giả trình bày hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử. Và lịch sử ở đây là lịch sử của Israel. Mà các anh chị đây thì là những người đã học Kinh Thánh từ đầu đến cuối. Cái phương pháp Thánh Kinh 100 tuần là phương pháp đọc Thánh Kinh từ đầu cho đến cuối, chứ không phải là đọc Thánh Kinh theo cái kiểu học lý thuyết về sách này, về sách nọ, mà là mình đọc. Và nhờ đọc như thế cho nên tôi nghĩ rằng khi mà tác giả kể tên các nhân vật ở đây thì các anh chị biết hết rồi. Có thể lúc trước khi học Thánh Kinh thì mình chưa biết, nhưng mà bây giờ thì chả nhẽ lại không biết à? Ông Mô-xê mà chả nhẽ không biết à? A-a-rôn mà không biết à? Biết hết chứ. Thế thì tác giả sắp xếp này, để ý ở trong bảng văn tôi gửi cho các anh chị đó. Các tổ phụ, sau đó Mô-xê, A-a-rôn, Phi-nê-hát, sau đó là Giô-su-a, Ca-lép, rồi đến thời của các thẩm phán, hay chúng ta gọi là thủ lãnh đó, rồi đến Samuel. Có đúng thứ tự các anh chị học không? Đúng như vậy thôi. Rồi sau đó đến Nathan. Nathan là vua hay là ai đấy? À, tiên tri. Tưởng là vua nữa thì. Còn vua nào đấy? David này, Salomon này, Elia và Elise là hai vị tiên tri lớn. Rồi đến Hezekiah. Ezekiel có tiên tri không đây? Có à? Không phải Ezekiel nhé. Hai vị khác nhau nhé. Ezekiel là ông vua, và Isaiah là vị tiên tri làm việc vào cái thời đại đó. Rồi đến Josiah và các tiên tri. Nhưng mà các anh chị có thấy lạ lùng không? Sau đó tác giả nói đến các vị anh hùng sau thời lưu đày. Được rồi. Rồi sau đó lại nói đến các vị anh hùng trước lụt đại hồng thủy. Lụt hồng thủy là sau hay là trước? Trước lâu, lâu lắm. Như vậy thì thứ tự ở đây có hoàn toàn là lịch sử chính xác 100% không? Dạ thưa không. Thưa không. Nếu mà chúng ta mở chương 49 đó, để nhắc đến các vị anh hùng mà thời trước lụt hồng thủy, thì sẽ thấy ông ấy kể ra ông Khanốc này, ông Giuse này. Trời ơi, ông Giuse là nổi tiếng, nhưng mà ông Giuse thì sau lụt hồng thủy, phải không? Rồi các tổ phụ đầu tiên nữa, ông Sem, ông Xét, rồi lại còn thêm ông Adam ở đây nữa, thì làm sao mà sau được? Cho nên nó không có theo cái thứ tự lịch sử theo nghĩa lớp lang, biến cố trước để dẫn đến biến cố sau. Có đấy, nhưng không hoàn toàn. Tác giả chúc tụng tôn vinh Chúa qua những kỳ công Chúa làm trong thiên nhiên, qua những điều kỳ diệu Chúa thực hiện trong lịch sử, qua những nhân vật lịch sử. Thế thì đây là nền tảng cho một bài học giáo lý rất quan trọng đối với người Công giáo. Đó là giáo lý Công giáo dạy rằng chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa qua thiên nhiên và trong lịch sử. Tôi trích nguyên văn lời của Thánh Phaolô Tông đồ trong thư gửi tín hữu Roma cho các anh chị. Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ. Quả vậy,
những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người. Thì câu cuối cùng, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người. Tôi nhìn thấy cái bàn này, các anh chị cũng nhìn thấy cái bàn này và cái bàn này, nhưng các anh chị có nhìn thấy người làm ra nó không? Không thấy. Nhưng mà dù chúng ta không nhìn thấy người làm ra nó đó, chúng ta có thể khẳng định rằng cái người làm ra nó có mặt trong cuộc đời này không? Đó. Ít nhất là người ta hiện hữu chứ, phải không? Cái bàn này đâu có phải tự nhiên mà nó có. Thánh Phaolô nói rất rõ như vậy. Rồi Thánh Augustino, Ngài cũng viết thêm: hãy hỏi vẻ đẹp của trái đất, của biển khơi, của khí trời và bầu trời. Hãy hỏi tất cả những thực tại ấy, tất cả sẽ trả lời bạn: hãy xem đó, chúng tôi quả là đẹp. Vẻ đẹp của chúng là một lời tuyên xưng. Ai đã làm ra những cảnh đẹp thiên biến vạn hóa đó nếu không phải là đấng toàn mỹ không bao giờ đổi thay? Thánh Augustino cũng sử dụng một lập luận giống như Thánh Phaolô vậy. Thế ở đây xin nói rõ hơn chút. Đâu có phải ai cũng đồng quan điểm với chúng ta đâu. Có những người chủ trương vô thần, Thiên Chúa không hiện hữu, hay nói đơn giản, không có Chúa. Như vậy khi chiêm ngắm vũ trụ mà chúng ta nói là tuyệt vời như thế này, thì người ta trả lời làm sao? Vật chất, vật chất tự nhiên là nó phát sinh ra cái vũ trụ tuyệt vời như thế này. Thế một câu hỏi rất lớn người ta sẽ hỏi các nhà duy vật: thế thì cái vật chất ấy nó là cái gì? Hả? Vật chất nó là cái gì mà nó giỏi thế? Vật chất mà nó không có chút tinh thần nào mà sao nó giỏi thế? Không trả lời được. Có người bảo rằng ngẫu nhiên, vũ trụ này ngẫu nhiên tình cờ nó vậy, chả ai dựng đến nó cả. Mà các anh chị biết rằng cái xác suất về ngẫu nhiên đó nó bé như thế nào không? Mình có 7 nốt nhạc thôi nhé, Do Re Mi Fa Sol La Si, và thêm vào những trường độ, ví dụ như là dấu đen hoặc là đen chấm, đại khái vậy, mà làm ra biết bao nhiêu bài hát. Thấy không? Mình chỉ có 24 chữ cái thôi nhé, mà làm ra biết bao nhiêu tác phẩm. Đấy. Bây giờ cái tình cờ và cái ngẫu nhiên là làm sao? Tự nhiên tôi lấy 24 chữ cái với lại 7 nốt nhạc, tôi tung lên trời cái, nó xuống cái là nó thành mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Có à? Đâu có đơn giản vậy. Thế thì bảo cái vũ trụ huy hoàng vĩ đại như thế này, nó ngẫu nhiên nó có à? Thử suy nghĩ coi, có logic không? Một lập trường khác bảo rằng bất khả chi. Nghĩa là làm sao? Họ chủ trương rằng Thiên Chúa có hay không, tôi không thể biết được. Cho nên tôi cũng không phải vô thần, nhưng mà tôi cũng không hữu thần. Tôi chủ trương là không thể biết được. Thì dĩ nhiên ai có lập trường thế nào mình phải tôn trọng chứ. Nhưng mà với trí khôn con người, tự nhiên mình cũng đặt câu hỏi: cái bàn cái ghế tầm thường như thế này mà còn có người làm ra nó, chả nhẽ vũ trụ mênh mông tuyệt vời như thế này mà lại không có đấng làm ra nó à? Cho nên riêng đối với chúng ta thì cảm thấy lập trường gọi là bất khả chi này nó cũng không vững. Thế thì những gì mà Thánh Phaolô nói vừa rồi, Thánh Augustino nói vừa rồi,
sẽ được Thánh Tôma Aquino khai triển thành những chứng lý triết học để chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa, mà người ta gọi là chứng cứ hay là chứng lý vũ trụ luận. Có nghĩa là khởi đi từ vũ trụ này, một vũ trụ chuyển động, một vũ trụ hết sức trật tự và hài hòa, một vũ trụ với vẻ đẹp tuyệt vời. Khởi đi từ vũ trụ này để nhận ra rằng phải có đấng làm nên nó, phải có Thiên Chúa. Và dĩ nhiên là tôi không có ý dạy cái cua về chuyện đó ở đây, nhưng mà khi ta đọc Thánh Kinh nó liên quan đến đề tài đó, cho nên tôi nhắc cho các anh chị thôi. Khởi đi từ vũ trụ này mà khám phá ra sự hiện hữu của Thiên Chúa. Điều này thì tất cả các anh chị đã chấp nhận lâu rồi. Nhưng tác giả sách Huấn Ca không có ý ngừng ở đây. Không có ý ngừng ở chỗ là chỉ chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa. Mà tác giả sách Huấn Ca muốn dẫn chúng ta đến một tâm tình quan trọng hơn. Đó là khi tôi chiêm ngưỡng kỳ công của Chúa, tôi phải có một thái độ, một tâm tình tạ ơn, tôn vinh, chúc tụng. Hỏi thật các anh chị là có bao giờ chúng ta chiêm ngắm thiên nhiên mà mình dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa? Vậy thì tốt quá. Vậy thì tốt quá. Quả thật là chúng ta đi trên đường, có lẽ là thành phố mình bây giờ nó bê tông hóa quá. Đây là một trong lý do mà người ta nói thế giới hiện đại và con người sống trong thế giới hiện đại, họ không còn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lý do là vì này, cái thế giới hiện đại là một thế giới kỹ thuật. Các anh chị cứ nhớ Việt Nam của mình cách đây 20 năm với lại ngày hôm nay đã thấy khác rồi. Những tòa nhà chọc trời mọc cao lắm. Tiếng Latin dùng cái từ là vestigia. Chẳng hạn bây giờ ta đi ra ngoài bãi biển, ta nhìn thấy trên bãi biển có những dấu chân, ta biết rằng có một người đã đi qua. Thế những dấu chân đó, vestigia, dấu vết. Trước đây á, người ta nhìn đâu người ta cũng thấy dấu vết của Thiên Chúa. Nhưng mà con người trong thế giới hiện đại, đặc biệt là trong những thành phố lớn đó, suốt ngày quanh quẩn ở cái thành phố đấy, không thấy trời đâu, không thấy trăng đâu, không thấy sao đâu, chỉ toàn thấy nhà bê tông. Người ta chỉ còn thấy vết tích của loài người, chứ không thấy vết tích của Thiên Chúa, không cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Thỉnh thoảng ta rời thành phố mà đi ra những vùng với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ tuyệt vời, mình thấy mình nhỏ bé, rồi đồng thời cảnh Chúa dựng lên sao mà nó đẹp thế. Trên đường đi ra Huế mà chẳng hạn, đèo Cẩm Vân mà lên đến chỗ cao nhất đó, đứng à đèo gì à xin lỗi lại chùa này lại thêm một cái đèo ca sĩ rồi đấy, đèo Hải Vân, đứng đấy mà ngắm cảnh rất là đẹp. Mấy năm ở nước ngoài thì tôi chỉ có mê mỗi mùa thu của họ thôi, mùa đông thì tôi sợ phát khiếp thôi. Mùa hè thì nó cũng nóng như mình quen rồi. Mùa xuân thì hoa nở rất là đẹp đấy, nhưng mà cái nét đẹp nó quá là rạng rỡ. Nhưng mà mùa thu á thì rất là đẹp, và cái đẹp rất nên thơ. À, Việt Nam mình không có cái cảnh mà lá nó vàng úa đỏ ôi, còn đằng kia nó là dọc theo con đường lá nó cứ vàng úa đỏ ôi như vậy, cho nên là thấy đẹp nhức nhối.
biết bao nhiêu cảnh thiên nhiên mà Chúa ban cho mình. Và cái điều quan trọng là qua cái cảnh thiên nhiên đó mà mình cảm nhận sự hiện diện của Chúa, cầu nguyện với Chúa ở trong thiên nhiên chứ không chỉ ở trong nhà thờ. Không biết có phải đấy là một trong những lý do khiến cho những ngôi chùa và những đan viện công giáo, đan viện là những nơi mà các tu sĩ chuyên sống chiêm niệm, thì thường những đan viện đó là được xây dựng ở những nơi rất vắng người và trên núi cao, trong rừng sâu, sống với thiên nhiên. Không những yên tĩnh mà là chiêm ngắm thiên nhiên, cảm nhận Chúa hiện diện ở trong thiên nhiên. Rồi thêm một điểm nữa, bà mẹ của Thánh Don Bosco hồi xưa là mỗi một lần mà bà ấy dẫn con đi dạo ở vùng núi này kia, chỉ cho con thấy cảnh đẹp như vậy, và đồng thời bà ấy giúp con cầu nguyện. Hay là cái đó, giúp cho đứa con của mình cầu nguyện với Chúa khi chiêm ngắm cảnh thiên nhiên. Dĩ nhiên là trước hết là bà ấy phải có tâm tình đó, chứ không có mà sao mà giúp con được. Để giúp cho đứa con của mình nó ý thức và nó sống tâm tình cầu nguyện với Chúa ngay giữa lòng thiên nhiên. Thế rồi, khi mà ta nói đến việc ca tụng Chúa trong lịch sử, bởi vì Chúa thực hiện những kỳ công vĩ đại trong lịch sử, thì mình cũng phải tự hỏi một điều thế này. Có bao giờ mình nhìn lại lịch sử cuộc đời riêng của mình, mình nhìn lại lịch sử giáo hội của mình và cả lịch sử dân tộc của mình để mà mình khám phá ra sự hiện diện của Chúa? Tôi nghĩ là nói đến lịch sử dân tộc với lịch sử giáo hội, các anh chị thấy nó to quá. Nhưng mà lịch sử cuộc đời riêng của mình ấy, có lần tôi chia sẻ với các anh chị về một phương pháp cầu nguyện gọi là kinh nguyện hồi tưởng. Hồi tưởng, cầu nguyện bằng cách là hồi tưởng, nhìn lại cuộc đời của mình, những biến cố, những con người, những sự kiện, và qua đó mình cảm nhận được rằng Chúa có mặt ở trong đời mình và Chúa yêu thương mình. Đó là một phương pháp cầu nguyện tốt lắm đó. Và đặc biệt là mỗi năm những dịp lớn trong gia đình là chúng ta nên sống cái tâm tình cầu nguyện này. Ví dụ ngày kỷ niệm hôn phối chẳng hạn, hay là ngày mà có một đứa con ở trong nhà nó kỷ niệm sinh nhật chẳng hạn, cha mẹ có dịp hồi tưởng lại và mình tạ ơn Chúa bằng những cái gì rất là thật ở trong đời của mình chứ không phải là lý thuyết. Đấy, phần thứ nhất ngày hôm nay tôi xin các anh chị cùng quan tâm, đó là tác giả mời gọi chúng ta ca tụng Chúa trong thiên nhiên, trong lịch sử. Bây giờ còn ít phút nữa thì chúng ta tập trung vào một đề tài mà tôi nghĩ là ngày hôm nay nó rất cần cho ta, giáo dục. Dĩ nhiên ở đây không có nói về giáo dục một cách toàn bộ được đâu, chỉ có một phần thôi. Ở chương 30, mời các anh chị cùng đọc từ câu 1 cho đến hết câu 13. Thương con thì cho roi cho vọt, sau này sẽ vui sướng vì con. Ai biết giáo dục con sẽ được thỏa lòng về con và được hãnh diện với những người quen biết. Ai biết dạy con mình sẽ khiến kẻ thù phải phát ghen và sẽ được sung sướng trước mặt bạn bè. Người cha có chết thì cũng như chưa chết, vì đã để lại đứa con giống như mình. Khi còn sống, ông nhìn con mà vui sướng, giờ chết đến sẽ không phải buồn phiền. Trước kẻ thù, ông để lại một người biết bên quyền lợi, với bạn hữu, một người biết tri ân. Ai nuông chiều con, ắt phải băn thương tích cho nó.
Nó mà kêu la là ruột gan người ấy rối bời. Ngựa không thuần sẽ thành ngựa bất kham. Con buông thả sẽ nên con mất dạy. Cưng con đi, nó sẽ làm bạn hoảng hốt. Giận với nó sẽ làm bạn buồn phiền. Đừng đùa cợt với nó, kẻo phải đau khổ với nó. Và cuối cùng, bạn sẽ phải cắn răng mà chịu. Khi nó còn nhiên thiếu, đừng để nó tự quyền. Khi nó còn bé nhỏ, cứ thẳng tay trừng phạt. Kẻo nó ra bất trị, thì chẳng vâng lời nữa đâu. Hãy giáo dục và rèn luyện con mà, để khỏi phải chịu cảnh hỗn hào. Tác giả có một quan điểm rất rõ ràng về vai trò của kỷ luật trong việc giáo dục con cái. Thương con thì cho roi cho vọt, sau này sẽ vui sướng vì con. Khi con còn bé nhỏ, cứ thẳng tay trừng phạt, kẻo nó ra bất trị, chẳng vâng lời nữa đâu. Quan điểm rất là rõ ràng. Nhưng mà dĩ nhiên tôi không nghĩ kỷ luật ở đây là cái kiểu đánh đấm. Nếu mà chúng ta hiểu như thế thì nó chật hẹp và nó sai nữa. Cần hiểu kỷ luật cho nó đúng. Một lát nữa ta sẽ nói nó rõ ràng hơn. Và nếu tác giả nhấn mạnh đến tầm quan trọng của kỷ luật trong việc dạy dỗ con cái, thì đồng thời ông cũng cho thấy cái mặt nguy hiểm của sự nuông chiều con cái. Nuông chiều con cái thì làm cho chính nó hư hỏng, rồi thì cha mẹ phải đau khổ. Điều này thì ta thấy không những trong sách huấn ca khuyên dạy, mà mình thấy nhàn nhản trong cuộc sống ngày hôm nay. Và bản thân tôi có lẽ hơi chủ quan, nhưng tôi đang sợ rằng càng ngày người Việt Nam, và cụ thể nhất là ở thành phố Sài Gòn, sẽ càng rơi vào tình trạng này nhiều hơn. Lý do làm sao các anh chị biết không? Hả? Ít con. Và ít con và khả năng tài chính, khả năng vật chất khá hơn ngày xưa. Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy là khi người ta quyết định mỗi gia đình có một đứa con thôi, thì rất nhiều trẻ gái bị giết chết. Chuyện đó anh chị em nghe rồi. Nhưng còn có một chuyện nữa mà chúng ta ít nghe, các nhà xã hội học người ta phân tích. Bởi vì nhà nào cũng chỉ có một đứa con thôi, cho nên cha mẹ có khuynh hướng là đặt nó lên bàn thờ mà thờ. Cưng hết sức là cưng. Mọi chăm sóc lo lắng là dồn về cho nó. Thằng bé đó từ nhỏ cho tới lớn là nó chỉ nuôi trong tâm trí nó cái ý tưởng rằng tao là cái rốn của vũ trụ. Và trong tương lai, một xã hội mà toàn những cái rốn của vũ trụ cả, thì không biết là nó có bình an không. Đó là các nhà xã hội học người ta phân tích. Ở Sài Gòn này cũng vậy. Các anh chị nói điều mà tôi nghĩ đến. Bây giờ mỗi gia đình ít con, chỉ có một hai đứa con thôi, rồi khả năng tài chính thì lại phát triển, rất dễ có khuynh hướng như thế này, nuông chiều con cái. Có khi là mình phải học bài học của Tây Phương ở đây. Các anh chị có thấy những sinh viên đại học ở nhiều nước phương Tây, cha mẹ giàu có nhé, nhưng mà khi nó đi học đại học á, là nhiều khi chính nó phải đi vay tiền ngân hàng, và nó vừa học nó vừa đi làm, rồi đến mùa hè nó đi làm thêm để nó kiếm tiền, nó đóng tiền học, tập cho nó tính tự lập, và đồng thời tập cho nó biết hy sinh và làm việc, chứ không phải ngửa tay xin sẵn. Mình thương con quá, mình sợ mình không cho con mình đụng đến cái gì mà tội nghiệp thằng bé vất vả quá. Mà khuynh hướng tự nhiên của các bậc cha mẹ là như thế.
Tôi có mấy đứa cháu ở nhà, nó cũng khoảng 10 tuổi, 12 tuổi. Thỉnh thoảng tôi nói đùa với chúng nó, bảo là ngày xưa đó bác á, vào cái tuổi như chúng con là bác bắt đầu vào tiểu chủng viện rồi. Không có ai giặt quần áo cho bác hết á, bác phải tự giặt lấy hết. Rồi bác đá banh, rồi áo may ô nó rách, bác cũng chả biết khâu làm sao, thế là bác lấy chỉ bác cột hai đầu vào là nó thành cái áo. Nhưng mà đại khái là mình phải tự mình làm. Ông cha nào ông đến ông ấy vá quần áo thay cho mình đâu. Vá được hay không, tự con phải cố gắng. Nhưng mà vậy thì nó mới tập cho mình được chứ. Còn bây giờ mọi sự là làm sẵn hết rồi. Cho nên là tôi e ngại là nhiều gia đình sẽ rơi vào tình trạng này. Rồi thêm cái nữa, lại không chỉ có chồng mà lại có vợ nữa cơ. Nhiều khi ông chồng, người cha đó thì thấy phải thế này, phải thế kia. Nhưng bà vợ bảo ông không biết thương con. Thì cũng lại kẹt. Hai người phải nhất trí với nhau trong chuyện này mới được. Rồi tác giả nói thêm điều này mà tôi muốn xác định cho nó rõ. Ở câu thứ tư, tác giả viết rằng người cha có chết thì cũng như chưa chết, vì đã để lại đứa con giống như mình. Ở đây á, nó không phải là khẳng định về sự sống đời sau nhé. Không phải là khẳng định về sự sống đời sau. Các anh chị biết rằng ước vọng của con người từ xưa cho đến nay là ước vọng trường sinh bất tử, không? Hồi còn bé ta đã đọc nhiều chuyện cổ tích mà đi tìm trái trường sinh bất tử rồi. Và người ta thể hiện cái ước vọng này bằng cách nào? Qua con cái. Vậy cho nên á, Việt Nam mình chịu ảnh hưởng của Nho giáo, có câu là sao? Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Bất hiếu là có ba thứ mà trong đó, đó cái bất hiếu lớn nhất đó là không để lại con cái, cho nên cỡ như tôi là thua rồi. Cái quan niệm của người ta là như vậy. Người ta thể hiện ước vọng trường sinh là tôi chết nhưng tôi vẫn sống nơi con cháu của tôi. Một cách khác để thể hiện ước vọng trường sinh đó là qua sự nghiệp mà mình để lại. Tôi chết nhưng tôi vẫn sống mãi trong sự nghiệp. Đấy, đó là cái ước vọng trường sinh đó. Nhưng thực sự đây chỉ là một cách thể hiện thôi, chứ còn không trường sinh thật. Không trường sinh thật theo cái nghĩa không thể nói là tôi. Một cái tôi vẫn là tôi xuyên qua mọi biến đổi của thân xác và thời gian. Khoa học bảo rằng trong vòng 7 năm tất cả những tế bào trong con người chúng ta, kể cả tế bào não, đều đổi mới hết. Ấy thế mà cái giấy chứng minh nhân dân từ cái năm 18 tuổi cho đến năm 68 tuổi đã đổi 6-7 lần rồi. Nhưng mà chứng minh nhân dân thì vẫn là tôi, thấy không? Vẫn là tôi. Thể hiện cái ước vọng trường sinh kiểu này vẫn chưa phải là tôi sống lại. Tôi sống lại chỉ thực sự trong niềm tin của chúng ta vào sự phục sinh. Thế thì cái niềm tin vào sự phục sinh đó qua câu này chưa có rõ ràng. Tác giả chỉ mới thể hiện một suy nghĩ, một ước vọng, kể là khá bình thường và quen thuộc của nhiều người, chứ không phải là khẳng định của sự sống lại. Thế thì ở đây này, khi ta đọc cái phần về giáo dục này, tôi muốn chia sẻ với các anh chị một suy nghĩ là trong mọi việc tập luyện luôn luôn người ta đòi hỏi kỷ luật. Ta quan sát mà xem nhé. Kỳ này Việt Nam mình đá bóng giỏi lắm. Thế bây giờ để trở thành một cầu thủ đá bóng giỏi thì có cần kỷ luật không? Quá đi chứ cần gì nữa.
Không những tiền bạc bỏ ra để đào tạo, nhưng mà bản thân cầu thủ đó là phải tập luyện. Mà đã gọi là tập luyện là phải có kỷ luật. Rất vất vả chứ không phải là không. Mỗi sáng thức dậy là phải chạy bao nhiêu cây số, ăn uống như thế nào cho nó đủ chất. Gần gũi với chúng ta, không phải là vận động viên sắc đẹp chẳng hạn. Đây các bà các chị có kỷ luật không? Tôi thấy giữ chay còn hơn cả nhà đạo. Nhà đạo năm giữ chay được có 2 ngày, còn thấy các chị ở đây giữ chay hàng tuần trường kỳ. Kỷ luật chứ, sao không có kỷ luật? Đời sống trí thức cũng vậy, không có kỷ luật làm sao mà phát triển trí thức được? Nếu mà chỉ sống theo cảm tính thôi ấy, thì làm sao mà phát triển trí thức được? Có một ông cha giáo sư đại học á, ông ấy nói với chúng tôi là, các anh muốn cho cái đầu nó to thì phải chấp nhận, xin lỗi, cái mông nó bé đi. Có nghĩa là phải chịu ngồi vào bàn làm việc, mở sách ra, nghiên cứu tử tế. Chứ còn cứ chạy rông suốt ngày thì làm sao mà... Này nói chuyện đùa thôi, có một cha cũng không lớn tuổi lắm đâu mà ngài nói với tôi bảo sao bây giờ mình đọc sách trong buồn ngủ, mới có 50 phút là ngủ mất rồi. Hỏi bà thế cha đọc sách làm sao? Hóa ra là người toàn đọc sách khi nằm võng cả. Nằm võng mà đọc thì nó ngủ là phải chứ còn cái gì nữa. Còn ngồi vào bàn giấy như thế này cầm bút có ngủ không? Vẫn ngủ gật được, nhưng mà nghĩa là nó ở trong tư thế làm việc. Bất cứ một hoạt động nào cũng vậy, chúng ta muốn phát triển là phải có kỷ luật. Đời sống thiêng liêng cũng thế, muốn phát triển là phải có kỷ luật. Kỷ luật đó là gì? Mỗi Chủ nhật tôi phải đi lễ. Kỷ luật đó còn là gì nữa? Mỗi ngày tôi cầu nguyện ít nhất là khi thức giấc và trước khi đi ngủ. Tốt hơn nữa, trước khi làm công việc gì, tôi nhớ đến Chúa. Kỷ luật còn nhiều điều khác mà Hội Thánh dạy chúng ta. Chẳng hạn là ăn chay này, hãm mình này, làm việc bác ái này. Tất cả nó đều là kỷ luật hết. Mình muốn phát triển đời sống thiêng liêng, phải chấp nhận như vậy. Nhưng có một cái điều lạ lùng là thế này. Con người ngày hôm nay đó thì chấp nhận kỷ luật để phát triển thể xác này, phát triển trí tuệ này, phát triển sắc đẹp này, một cách rất là dễ dàng. Đang khi đó, những điều mà gọi là kỷ luật ở trong giáo hội ấy, thì người ta bảo cổ hủ. Lạ lùng là như vậy. Lý do sâu xa, nó nằm ở đâu? Tôi nghĩ là bởi vì người ta không còn quan tâm đến đời sống tinh thần, đến đời sống thiêng liêng. Chứ còn nếu mà có sự quan tâm đó thì sẽ thấy là mình cần phải có kỷ luật. Thế thì trong việc giáo dục con cái cũng vậy, ta cần phải giúp cho con cái mình nó sống có kỷ luật. Thương con không có nghĩa là nó muốn gì là mình chiều nó cái đó. Nhưng mà tình yêu đích thực Chúa Giêsu dạy chúng ta đó, yêu ai có nghĩa là ban tặng cho người đó điều gì tốt nhất. Và vì cái điều tốt đẹp đó mà mình chấp nhận hy sinh bản thân của mình. Đấy mới là tình yêu thật. Thế thì mình thương con á, là mình phải ban tặng cho con cái điều gì tốt nhất. Mình là cha mẹ, mình thấy được điều gì tốt nhất cho nó. Ở chiều dài kìa, chứ không phải là cái trước mắt. Và vì điều tốt đẹp đó mà ngay từ bây giờ mình giúp con sống có kỷ luật. Những cái chuyện rất là nhỏ mà mình giúp cho nó ý thức từ bé các anh chị ạ. Trẻ con mà người ta gọi là no bụng mà đói con mắt. Bụng thì no nhưng mà mắt thì đói. Thế bây giờ nó đã ăn 3-4 bát cơm rồi mà nó cứ đòi ăn nữa chẳng hạn, hay là nó đòi ăn món khác nữa mà các anh chị vẫn cứ chiều nó, thì liệu cái chiều đó có tốt cho nó không? Phải giúp cho nó ý thức được sự giới hạn. Và ý thức về giới hạn này sẽ giúp nó sau này trong cuộc đời thấy được
đâu là những giới hạn. Phải ngừng lại. Chứ nếu không là nó không cần biết giới hạn gì nữa. Phá rào hết. Rồi một trong những ích lợi lớn của kỷ luật mà chúng ta ít quan tâm, đó là tập luyện ý chí của con người. Một đứa trẻ mà được cha mẹ dạy có thời khóa biểu đàng hoàng, 7 giờ tối con ngồi vào bàn học bài, giờ nào việc đấy, dần dần nó thành cái nếp, đứa trẻ nó có ý chí để nó vượt qua. Còn nếu không á, nó sống theo bản năng, nó sống theo cảm tính, nó không có ý chí. Bản thân tôi có cái kinh nghiệm là trong thời tiểu trùng viện, lúc còn nhỏ 12, 13, 14 tuổi, cái tuổi mà thích nô đùa ấy mà, anh chị biết rồi. Mà cứ mỗi một lần mà bước chân lên cầu thang thì đã gặp cái bảng bằng tiếng Latin im lặng. Mỗi một lần bước vào nhà ngủ lại có cái bảng to tướng im lặng. Rất là khó chịu, bực bội. Nhưng mà sau này mình mới biết ơn nhà trường tập cho mình có cái ý chí, nói cỡ nào thì nói mà đặt chân lên cầu thang này ngậm miệng vào, đặt chân vào phòng học ngậm miệng vào, nó có kỷ luật. Như vậy mình mới có thể trở thành một người tự chủ. Làm chủ bản thân là khó nhất nhá, rất khó đó. Làm chủ người ta thì có khi dễ đấy, nhưng mà làm chủ bản thân là khó lắm á. Cho nên cái đề tài giáo dục này mà tác giả bàn tới đó, tôi thấy rất là tốt cho chúng ta. Cho nên mới ghi lại đây đôi điều xin các anh chị quan tâm. Bây giờ đã trễ rồi, chúng ta chấm dứt ở đây. Rồi tuần sau mời các anh chị cùng đọc một cuốn sách mới trong bộ Thánh Kinh, đó là sách Khôn Ngoan từ chương 1 cho đến chương 9. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.